giới thiệu các bác con Soshin bonsai, cái hàng mà siêu mini này, cái là thường gọi là Soshin bonsai các bác nhé, chứ không gọi là mini. Đấy thì mua quảnh trương rất là lạ, là cốt rất hay, giá hợp lý mà lại cuối chợ vẫn chẳng ai mua, mà toàn mua những cây tay tán như run như dế lòng ngoài, mà toàn tiền triệu các bác nhé. Đấy thì em nhìn thấy cây này thì lâu rồi, mấy phiên này rồi đều mang lên, nhưng mà hôm nay thì buổi sáng sớm em cũng có ra nhưng em chưa mua, thì buổi trưa em ra thì thấy nó vẫn còn thì phải cuốt thôi, lúc đấy thì không có ai cả, cũng chấp sắp dọn dưới rồi. Đấy các bạn, giờ là làm luôn để chia sẻ với bác. Thì con này thì sơ qua mà nó một tí là như này, đây kích thước của nó đây các bác này, nó tầm 15 phân và chân bệ rất khỏe, chân bệ này các bác nhé, chân bệ hôm nay thì chưa làm chân bệ, chỉ xin phép và tạo đường cắt để làm lại cây này. Chân bệ thì tạm thời là đường khác, thay chậu thay đất phía sau, nhưng mà các bác nhìn, nếu mà nhìn kỹ thì các bác nhé, cây mini nó rất khó và rất yêu cầu kỹ thuật cao, cho nên là lỗi một chút là biết ngay. Ví dụ như cái chỗ cái cổ này, cái đường gập này là quá thô, cái ngọn này lên là bể uốn chằng chịt rất là nhiều, không hợp lý. Cái tay này thì thôi tạm chấp nhận, nó ngoằng ngoằng này sau cắt đi sau để nó to lên cái đã. Đấy thì đây là ngọn này phèn đi này. Đấy, để cho nó gốc bồ ngọn chỉ, dù bé nó vẫn chuẩn. Đấy. Sau các bác xem tương lai xem em sẽ làm như thế nó có đúng không nhé các bác nhé. Đấy thì và tí nữa sẽ làm tiếp cây này thì nhổ được ngoài bờ rào các bác nhé. Sáng nay lúc ra mua cây này thì thấy ông em bán cái cưa này, làm cái cưa mấy cái đục sẹo. Đấy, bây giờ thì chín luôn thôi. Rồi thử cưa luôn, hàng Đài Loan này, hàng Đài Loan một tí. Tôi nghĩ là anh chưa anh lấy hàng đâu về bán rồi, chứ hàng của anh chắc anh không để như này đâu. Tiện là tết cái cưa luôn, tạm được các bác. Xin phép tỉa hết lá để cho nó ép nó phải buộc phần cái mầm này lên nhanh nhé.
hướng nhé. Thì mình sẽ chờ cái mắt đây lên, chờ cái mắt ở đây. Phần này sẽ sau sẽ u cục nhức nhối đấy. Đấy các bác, tương lai thì rất tự tin vào con này các bác. Để em xoay cái cây lại nha. Đấy, nhìn phía bên này nhé. Khi nó mọc ở đây lên thì nó sẽ rất là ngọn, rất là chỉ ở đây, rất là ngọn, rất là thoát và ngọn rất là nhỏ và gốc bồ ngọn chỉ chuẩn luôn các bác. Chứ để nhàng nhàng kia thì chỉ nó chỉ hơn, nó loảng ngoảng vãi như này. Đấy các bác. Rồi này thì chỉ vậy thôi, test cái cưa này. Đấy. Ôi ra đi tiêu, kéo liền sẹo vào. Vậy là nhấc ra đây luyện, tu luyện tiếp các bạn. Tiếp theo là đến ông mọc bùa rào này này các bạn này. Ông mọc bùa rào này bắt đầu nó như này, một thấy cái đoạn thân này nó rất trực và đơ đấy, thì là thích làm một cái trực không, cũng sẽ mang hồn cốt của cây vừa rồi, nhưng nó sẽ trực hơn đấy, bởi vì nó chưa được u cục như con kia thì nó phải tạo u cục cho nó thôi các bạn. Đấy, phá bệ đầu tiên đấy. Phá bệ. Đoạn này chắc sẽ bỏ đi thôi. Đoạn lưng này. Đoạn này bỏ đi. Mặc dù nhìn rất là phù phẩm nhưng bỏ đi thôi. Nó khô, gần khô hết rồi các
Công chúa à? Mẹ. Mẹ. Chị gọi mẹ. Chị Dương đi chơi đâu về đấy? Chơi đâu về đấy? Cũng được, cửa thế cũng được. Cốt xanh quê. Nhìn cười quá. Chả ra làm sao, hàng nhặt được à? Thôi cứ trồng thôi. Chả thành gì thì đưa em vứt đi. Đấy, một tao bác. Hai ông em đây. Hai ông em. Một ông em mua anh Trương. Một ông em nhặt được. Không phải nhặt được một đào vừa giao. Đấy, nhìn khác nhau đúng không? Mua cái hàng nhặt được. Nhưng mà nhiều khi hàng nhặt được ngon hơn các bác. Đấy, vậy. Địa chủ trước đi. Địa chủ đây. Địa chủ đây. Địa chủ nha. Địa chủ nha. Đây là bần nông này. Bần nông này. Đấy, bần nông. Nhưng mà có khi là, nhiều khi là bần nông sau lại làm địa chủ. Địa chủ lại về làm bần nông. Đấy, nhiều khi chả biết thế nào. Có kiên trì hay không, có tin tưởng vào nó hay không. Đấy, cũng là vừa giải trí mà vừa là tận dụng mà vừa là có cái để chơi thôi. Rồi, xin cảm ơn các bác. Tí em chiến nốt cái cửa sùng này, nhìn nó lôi thôi.